Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, ăn uống được xem là con đường trực tiếp quyết định đến việc cơ thể có được hấp thu chất dinh dưỡng một cách tốt nhất hay không. Hàng ngày bạn ăn gì, ăn như thế nào cũng chính là đang quyết định sức khỏe của mình. Bạn ăn ngon, ăn món ăn giàu dinh dưỡng, ăn đúng cách thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, đủ sức chống lại mọi loại dịch bệnh. Ngược lại, nếu chủ quan, coi thường việc ăn uống, cơ thể có thể sẽ bị tàn phá bất cứ lúc nào mà không hề hay biết. Theo nhiều nghiên cứu, một số loại thực phẩm mà bạn đang ăn hàng ngày, thậm chí là niềm yêu thích của rất nhiều người, lại tồn tại những loại độc tố gây nguy hiểm cho cơ thể. Nếu không loại bỏ sớm, chúng có thể sẽ làm tổn thọ, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu xem đó là những loại thực phẩm nào qua video sau đây nhé. Thứ nhất, mộc nhĩ ngâm lâu ngày. Theo tin tức Trung Quốc đưa tin sáng ngày 21 tháng 5, một người phụ nữ sau khi ăn mộc nhĩ ngâm quá 24 tiếng vì bị ngộ độc quá nặng dẫn đến tử vong do suy đa tạng. Vụ việc xảy ra ở Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc. Theo nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc, người phụ nữ 34 tuổi đã ngâm mộc nhĩ trong 2 ngày hôm trước. Sau khi nấu một phần, phần còn lại tiếp tục ngâm đến ngày hôm sau. Người phụ nữ do ăn mộc nhĩ ngâm quá 24 tiếng, xuất hiện tình trạng nôn ói và được người nhà đưa đến bệnh viện để điều trị. Do bệnh tình chuyển biến xấu, người phụ nữ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó bị suy đa tạng nên đã tử vong sau khi cấp cứu. Mộc nhĩ là loại nấm không độc, ăn được và có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng. Các chuyên gia chỉ ra rằng bản thân nấm đen không có độc. Tuy nhiên, nếu mộc nhĩ ngâm nước quá lâu sẽ bị biến chất, tạo điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển. Loại vi khuẩn trong mộc nhĩ có thể sản sinh ra một chất độc cực mạnh, có tên là BKA, không dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Chính vì thế, dù thức ăn đã được nấu chín hoàn toàn, cũng sẽ không thể tiêu diệt được hết độc tố này. Chất độc này khi đã xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Nếu người bệnh ngộ độc nhẹ còn có thể cứu chữa, nhưng nếu độc tố quá mạnh đã xâm nhập vào nhiều cơ quan thì khả năng cứu sống là rất thấp. Do vậy, dù có yêu thích mộc nhĩ đến mấy, bạn cũng đừng nên ăn mộc nhĩ đã ngâm lâu ngày vì điều này chẳng khác nào là tự tạo thuốc độc cho riêng mình. Thứ hai, hạt hướng dương có vị đắng. Xếp thứ hai trong danh sách này phải kể đến hạt hướng dương có vị đắng. Hướng dương vốn là loại hạt yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn ăn phải hạt hướng dương có vị đắng thì hãy coi chừng nhé, vì đây có thể sẽ là một chất độc mạnh với cơ thể. Nếu bạn ăn hạt hướng dương có vị đắng, hãy chắc chắn nhổ chúng ra và súc miệng ngay lập tức, bởi vì vị đắng của các loại hạt như hạt hướng dương đến từ nấm mốc aflatoxin, nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan. Thứ ba, ngô bị mốc. Sáng ngày 25 tháng 4, báo điện tử VN Express đưa tin, sau khi ăn bánh từ đêm hôm trước, cháu Dình 6 tuổi và cháu Lử có hiện tượng đau bụng, hoa mắt, chóng mặt và nôn ra thức ăn kèm theo máu. Đến khoảng 8-9 giờ cùng ngày, cả hai đã tử vong. Khi đó, chị Ly, 28 tuổi, mẹ các bé và cô con gái 18 tháng tuổi cũng có hiện tượng bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân của vụ ngộ độc được xác định là do ăn bánh trôi làm bằng bột ngô mốc. Ngô chứa hàm lượng tinh bột rất cao, vì thế dễ tạo ra aflatoxin sau khi bị nấm mốc. Đây là loại hạt được WHO đánh giá dễ gây ung thư nếu sử dụng khi bị mốc. Ngay cả việc sử dụng ngô nấm mốc cho vật nuôi ăn, chất độc nhiễm vào cơ thể vật nuôi, sau này con người lại ăn thịt gia súc, gia cầm đó và nhiễm nấm mốc gián tiếp. Thứ tư, gạo xuống cấp để quá lâu. Gạo tưởng chừng như là loại lương thực buộc phải có của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn đang có thói quen tích trữ gạo hay dùng gạo đã mua lâu ngày thì hãy dừng lại ngay nhé. WHO từng nhấn mạnh rằng chất độc aflatoxin đặc biệt nguy hiểm đối với con người và động vật vì chúng được tìm thấy trong hầu hết các loại cây lương thực chính. Trong đó, gạo hư hỏng là một trong những nguyên liệu dễ tồn tại aflatoxin nhất. Tuy nhiên, nhiều người thấy gạo bắt đầu có dấu hiệu mốc thường tiếc rẻ, nghĩ rằng chỉ cần vo kỹ là sạch, có thể nấu ăn bình thường. Điều này hoàn toàn sai lầm. Tốt hơn hết là gạo nếu đã hư hỏng, mốc thì nên bỏ đi, không nên sử dụng. Thứ năm, bơ đậu phộng kém chất lượng. Trên thị trường hiện nay, để giảm chi phí, một số doanh nghiệp sử dụng đậu phộng kém chất lượng hoặc thậm chí sử dụng đậu phộng mốc. Chúng ta nên chọn loại uy tín, thương hiệu có nguồn gốc, ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng. Bởi các loại trôi nổi không rõ nguồn gốc, dễ bị nấm mốc nhiễm aflatoxin, tiềm ẩn nhiều mối đe dọa cho sức khỏe con người.
Ngoài ra không sử dụng sản phẩm bơ đóng hộp đã hết hạn sử dụng. Chúng ta có thể thấy cả 5 loại thực phẩm trên đều có chứa chung độc tố mang tên aflatoxin. Và đôi khi dù là vô tình hay với một lý do nào đó, chúng ta cũng có thể bị nhiễm độc tố này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phòng tránh được loại độc tố này đây? Hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài thực phẩm, nhiều đồ vật trong nhà cũng có thể bị nhiễm aflatoxin. Rửa tay thường xuyên là cách cơ bản nhất để tránh xa độc tố. Khi đi mua hàng, cần đảm bảo mùi của các loại ngũ cốc và các loại hạt càng tươi càng tốt, được trồng càng gần nhà càng tốt và không được vận chuyển trong một thời gian dài. Đừng ăn những thứ bị mốc. Thực phẩm bị mốc có thể không chứa aflatoxin, nhưng nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Chính vì thế các gia đình nên kiên quyết vứt bỏ đồ nấm mốc, không rửa sạch bằng nước hoặc loại bỏ phần bị mốc để tiếp tục sử dụng. Video này cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nấm mốc. Cố gắng không dùng miệng để bóc các loại hạt, thay vào đó hãy gọt vỏ bằng tay hoặc dụng cụ để giảm nguy cơ nhiễm aflatoxin. Cẩn thận kiểm tra ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt trước khi dùng. Kiên quyết vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm bị mốc, đổi màu hoặc teo nhỏ. Chỉ mua các loại hạt bơ đậu phộng ở những thương hiệu uy tín, bởi aflatoxin không hoàn toàn bị tiêu diệt bởi quá trình chế biến hoặc rang. Hãy chắc chắn rằng thực phẩm trên được bảo quản đúng cách và không để quá lâu trong nhà trước khi sử dụng. Quý vị thân mến, những loại thực phẩm kể trên xuất hiện độc tố đa phần đều xuất phát từ thói quen bảo quản của chúng ta. Tuy nhiên, cũng có một số loại thực phẩm sẵn có trong đó cũng đã tồn tại những loại độc tố nguy hiểm, đe dọa sức khỏe của con người. Đáng tiếc là nhiều người vẫn đang vô tư sử dụng mà không hề hay biết. Cùng xem để tránh những loại thực phẩm nguy hiểm đó nhé! Thứ nhất, măng. Cyanua là chất gây độc trong măng. Chất cyanua có sẵn trong măng sẽ giảm dần khi tiếp xúc với nước. Nhưng đối với măng chua, trong quá trình ngâm, chất cyanua có thể kết hợp với một số enzyme hoặc kết hợp với một số chất trong ruột gây ngộ độc cấp tính. Sau đó khi chế biến măng, bạn nên làm theo kinh nghiệm dân gian là rửa kỹ, ngâm măng trong nước nhiều giờ và luộc qua 1 đến 2 lần trước khi ăn để tránh bị ngộ độc. Thứ hai, các loại nấm lạ. Trên thực tế có rất nhiều loại nấm, có loại nấm lành và có loại độc. Nấm độc thường có ở rừng, bắt đầu vào mùa mưa hoặc nấm dại mọc ở ven đường. Nấm độc được chia làm hai nhóm. Nhóm nấm xuất hiện triệu chứng ngộ độc sớm trước 6 giờ sau khi ăn. Điển hình là nấm Amanita muscaria, Anibanterina, nấm đỏ hay nấm mặt trời. Nhóm nấm độc lực cao, gây tử vong cao. Điển hình là nấm Amanita phalloides, Aocrita avena. Chúng ta không bao giờ được mua hay ăn các loại nấm lạ để đề phòng rủi ro. Thứ ba, sắn. Trong sắn có chứa chất độc cyanua. Khi luộc, nhất là luộc với số lượng lớn thì chất này sẽ đồng váng trên bề mặt nước. Người ăn phải chất này với hàm lượng cao sẽ bị ngộ độc. Cách tốt nhất để loại bỏ chất cyanua trong sắn là lột vỏ, sau đó ngâm trong nước lạnh nhiều giờ trước khi luộc. Trong lúc luộc, nên mở nắp nồi để chất cyanua bay đi, lượng chất độc sẽ giảm đáng kể. Thứ tư, củ cải trắng. Củ cải trắng chứa độc tố furocoumarin. Chất độc này thường cao nhất trong lớp vỏ, có thể gây đau dạ dày hoặc phản ứng rát bỏng trên da khi tiếp xúc. Do đó, khi chế biến món ăn, bạn cần gọt bỏ sạch vỏ và phần hư hỏng trên củ để tránh độc. Khi được nấu chín, nướng, ra nhiệt trong lò vi sóng, củ cải cũng hết độc. Thứ năm, khoai tây để lâu ngày. Khoai tây để lâu ngày hoặc để chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhất là khoai tây đã mọc mầm hay khi vỏ khoai đã chuyển sang màu xanh, thì hàm lượng chất độc solanin trong khoai tăng lên rất cao. Ăn với lượng ít, solanin và alpha-carcinin trong khoai tây gây những vấn đề ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Ngộ độc nặng hơn, bạn mê sảng, tê liệt, chậm chạp, đau bụng, giảm khả năng nhìn và nôn. Hàm lượng lớn solanin trong cơ thể có thể dẫn đến tử vong. Thứ 6. Lạc. Lạc hay còn gọi là đậu phộng tươi là thực phẩm có chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể người. Nhưng nếu bảo quản không tốt để trong môi trường ẩm ướt, lạc dễ bị mốc, nấm mốc trên lạc rất độc, người ăn phải sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Thứ 7. Cà chua xanh. Cà chua xanh chứa chất độc solanin gây ngộ độc. Các triệu chứng phổ biến sau khi ăn cà chua xanh là đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ hạt cà chua khi chế biến, ăn cà chua sống không tốt cho sức khỏe. Thứ 8. Cà tím. Cà tím có chứa solanin, một chất làm giảm hiệu quả hấp thụ canxi của cơ thể.
Đặc biệt, lượng solanin trong cả tím già chưa chín tương đối cao, rất dễ gây ngộ độc. Solanin không tan trong nước nên các phương pháp chế biến như nấu canh, luộc đều không thể loại bỏ được solanin. Khi nấu cà tím nên thêm một chút giấm ăn để hỗ trợ giúp phá vỡ và phân giải solanin. Thứ 9. Mật cá chấm. Trong mật cá có một chất ancosterol. Chất này sau khi vào dạ dày hấp thu vào máu đi tới gan, thận gây ra suy gan và suy thận cấp. Người bệnh thấy khó chịu, đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Một ngày sau thấy tiểu ít dần rồi vô niệu, có thể phù hai chân, đau đầu, tăng huyết áp và có thể tử vong nếu không đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện để lọc máu. Việc ăn uống là một việc rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người. Nếu chúng ta chủ quan, ăn uống sai cách có thể sẽ phải trả giá đắt, thậm chí đánh đổi bằng sức khỏe và tính mạng. Do vậy cần cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm cũng như chú ý ăn uống đúng cách quý vị nhé. Trên đây là những loại thực phẩm có chứa độc tố nguy hiểm với sức khỏe, bạn cần hết sức cẩn thận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Mỗi Ngày.